Ba em, nếu bình thường không em, anh là nhà thơ gọi, và rồi anh viết vội ra thành một đôi câu. Không biết em ở đâu, làm lòng anh u sầu, mà khuya thì không thấu những nỗi lòng này đâu. Nếu mai anh gặp em, đôi con bé em như con cá hồi, ngẩn ngơ và bối rối, mộng vì mai gặp ba em.